Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Từ Thủ Đô với nhà báo Nguyễn Văn Khanh số cuối tuần. Và ở đầu dây bên kia ở Washington, xin kính chào bác Khanh ạ. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh. Xin gửi lời chào đến bạn Hoàng Vy và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt TV. Câu chuyện ở Washington ngày hôm nay thì rõ ràng là câu chuyện của tối cao pháp viện. Tôi chỉ để ý thấy một cái điểm rất là quan trọng là ông Biden là ông muốn tha nợ, tha các số tiền tới 400 tỷ đô la cho 43 triệu người đã từng có thời là sinh viên, đã từng vay tiền nợ để đi học. Và tối cao pháp viện bảo không có được. Cái chuyện này hành pháp không được quyền làm như vậy. Bởi vì là hành pháp muốn tha nợ thì là bắt buộc là phải thông qua bên quốc hội. Cái điều mà ông tối cao pháp viện đưa ra như thế là tôi nhớ lại cái lúc mà cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông đưa ra một cái lời tuyên bố. Ông bảo rằng là nếu ông đắc cử tổng thống thì ông sẽ xây tường, xây bức tường ngăn chặn biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ngay tức khắc là những người mà làm việc với là ông Obama trong những cái buổi tiếp xúc với báo chí họ bảo vậy chứ có lẽ là cựu tổng thống lúc đó là còn ông Trump chưa làm tổng thống, bảo là có lẽ ông Trump ông là một thương gia nhưng mà chứ ông không phải là một chính trị gia. Thành ra không biết cái câu chuyện ở nước Mỹ. Ở nước Mỹ là sao? Tổng thống không có tiền, tổng thống mà muốn tiêu một đồng thì cũng phải xin ở quốc hội. Thành ra là lần này thì là tối cao pháp viện nhắc nhở ông Biden, ông ạ, ông muốn tha nợ thì ok, không sao cả. Nhưng mà nếu mà ông quyết định tha nợ thì lúc đó thì cái số tiền đó thì ông phải hỏi với quốc hội, phải có quốc hội gật đầu thì mới được tha. Đó là cái câu chuyện mà tôi để ý nhất trong ngày hôm nay ở tại thủ đô Washington. Và bây giờ xin phép được trở lại California với lại chị Hoàng Vy. Đúng là bác Khanh, như bác Khanh nói đó là tối cao pháp viện có vẻ như tuần này, đặc biệt là từ hôm ngày thứ Năm đó là chiếm spotlight, chiếm sóng đó, coi như là cứ rầm đưa ra những cái phán quyết. Ngày hôm thứ Năm là cái phán quyết liên quan đến cái chuyện là giờ không có cho hai cái trường đại học đó và có thể là nhân rộng ra những cái trường khác như là Harvard đó là không có được sử dụng cái chương trình mà hỗ trợ ưu tiên đối với những người dân tộc thiểu số. Rồi cái quyết định đó là cũng là gây tranh cãi, là coi như là giảng dân chủ thì méo mặt, ở bên Cộng hòa thì vỗ tay rào rào và nói rằng đây là một ngày rất là tốt đẹp. Rồi đến ngày hôm thứ Sáu, tối cao pháp viện lại đưa ra như bác Khanh nói đó là không có cho ông Biden được quyền xóa nợ cho sinh viên. Mà bác Khanh có để ý là ông John Roberts đã chơi một cái trò đó coi như là chia quyên rẻ thúy, hoặc là đem xăng mà đốt, kiểu như mà gây ra cái mâu thuẫn trong nhà người ta. Ở cái chuyện là trong cái phán quyết mà ông đưa ra ông nói rằng là tối cao pháp viện đã nhất trí rằng không có đồng ý để cho ông tổng thống được dùng quyền hành pháp mà xóa nợ, mà phải là do quốc hội như bác nói đó. Dừng ở đó được rồi, tại sao lại còn khớt lại cái câu của mợ Nancy Pelosi? Tháng 7 năm 2021, bà Nancy Pelosi mới nói rằng là ai cũng nói là Biden có quyền xóa nợ, nhưng mà thật ra đó, ông đó có quyền là ông giãn nợ thôi, ông delay thôi, chứ không có xóa được nợ. Ngày hôm nay John Roberts đã kết viện dẫn lại cái câu này và ngay lập tức bên đảng Cộng Hòa vỗ tay rao. Kevin McCarthy nói ít nhất một lần trong đời tôi đồng ý với mợ Nancy Pelosi. Bác thấy không? Ông John Roberts chơi vậy kỳ phải không bác? Không, tôi thấy cái điều ông Robert, tôi thấy là ông có cái điều đó là điều rất là đúng. Bởi vì là cái phán quyết nó liên quan đến cái quyền hạn của tổng thống và cái quyền hạn của quốc hội. Thành ra là cách hay nhất khi mà ông lên tiếng ông bảo rằng là ở phía đa số các vị thẩm phán tối cao pháp viện bảo rằng là quốc hội nó có quyền làm cái điều đó, thì cách hay nhất là cứ dùng ngay lời của bà Nancy Pelosi. Khi mà tôi đọc đến cái đoạn đó tôi biết ngay ông này có lẽ là ông cũng ma le này chút xíu đây vân vân. Cũng kích đểu, cũng đá đểu nhà người ta. Nó hoàn toàn hợp lý và nó hoàn toàn hợp hiến. Ông bảo là thấy chưa? Ông muốn bảo là thấy chưa? Ngay chính tối cao và trước khi tối cao pháp viện đưa ra cái điều này là ngay chính các giới chức lãnh đạo của quốc hội cũng đã nhắc nhở ông Biden rằng ông ạ, ông muốn làm thì ông cứ việc làm, nhưng mà nếu mà ông quyết định là ông làm là ông phải thông qua ý kiến của chúng tôi. Đó là cái điểm là như vậy. Cảm ơn chị Hoàng Vy đã nhắc nhở cái câu chuyện đó. Nhưng mà bác đó biết là một câu chuyện rất là hay về mặt chính trị, tôi đã nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng mà bác biết là tối cao pháp viện cũng đang giúp cho ông Biden có một chiến thuật để mà kêu gọi cử tri trẻ tuổi tiếp tục bỏ phiếu cho mình trong cái kỳ bầu cử sắp tới năm 2024 này nè. Bởi vì ngày hôm nay gần như là ông Biden, ông coi như là lên gân rần rần luôn. Ông nói là tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho các bạn, tôi sẽ tiếp tục cho người dân Mỹ được quyền là có cái nền học vấn cao hơn và được hỗ trợ về kinh tế như vậy. Thấy đồng hành cùng với tôi. Và y như rằng buổi sáng tối cao Pháp viện vừa mới ra cái phán quyết cái rầm là buổi trưa ông Tổng thống Joe Biden. Cho nên mới dạo gần đây chúng ta được nhìn thấy thêm những cái hình ảnh về ông già buồn ngủ. Đâu phải là chỉ là ông già buồn ngủ hay là nói năng chậm chạp hay là hay nói nhầm hay là nói lộn đâu bác Khanh. Mới buổi sáng tối cao Pháp viện ra phán quyết là buổi trưa ông Biden đăng đàn liền, tổ chức cuộc họp báo và tuyên bố là tôi có những cái cách khác để giúp đỡ cho những cái người dân Mỹ có thể có nền học vấn nhanh hơn. Ví dụ như là kết hợp với lại Bộ Giáo dục thông qua một cái đạo luật là Higher Education Act để mà thông qua đó có thể là thương lượng hay giãn nợ cho một số những cái trường hợp đặc biệt. Rồi ông cũng có một cái chương trình để mà giúp cho delay, để mà sinh viên mà không có khả năng mà trả nợ trong cái thời điểm này thì sẽ kéo dài cái thời gian trả nợ như thế nào đó. Thì ông đưa ra những cái chi tiết rất là cụ thể như vậy. Như vậy là Tòa Bạch Ốc đã biết trước và Tòa Bạch Ốc đã có sẵn những cái chương trình để ứng phó, phải không bác? Tôi nghĩ rằng là nếu bảo là Tòa Bạch Ốc biết trước thì tôi không nghĩ là đã biết trước, bởi vì là tối cao Pháp viện khi mà họ đưa ra cái phán quyết thì trước đó thì họ không nói cho ai nghe cả. Không, trưa nay Tòa Bạch Ốc Tòa Bạch Ốc đã có nói bác, Tòa Bạch Ốc nói rằng chúng tôi đã lường trước được chuyện này và Tổng thống Joe Biden trưa nay sẽ công bố cái kế hoạch. Nghĩ là chắc là đoán trước được, bởi vì là ngay từ những ngày đầu tiên khi mà ở phía bên tối cao Pháp viện khi mà họ đưa ra cái quyết định đó, họ có rất cái nhiều điểm lợi, họ được sự ủng hộ, hầu như là ủng hộ không phải là chỉ của Đảng Cộng Hòa mà ủng hộ ngay của phía bên Đảng Dân Chủ. Nên nhất là các vị thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, đại đa số họ cũng không muốn cái chương trình này. Ngoài trừ ông Schumer là ông hài lòng, nhưng bởi vì ông ủng hộ ông Biden, nhưng mà những vị thượng nghị sĩ họ bảo không, cái này là không phải là cái việc làm của Quốc hội, việc làm của hành pháp, mà đây là cái việc làm của Quốc hội. Thành ra là tôi nghĩ là họ đã lường trước được và chắc chắn là họ phải có một cái kế hoạch, và rõ ràng ngay sau đó là họ đưa ra cái kế hoạch đối với lại chị Hoàng Vy. Dạ vâng bác, và bây giờ là chúng ta đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay là Mike Pence đến Ukraine. Nghe hay bác ha, nghe hay ha. Nghe hiệp vâng. Mike Pence đến Ukraine. Câu hỏi đầu tiên Hoàng Vy muốn hỏi bác ngay lập tức là ông Mike Pence đến Ukraine để làm cái gì vậy? Trong một cái chuyến đi rất là bất ngờ, 12 tiếng rất là bất ngờ đến thủ đô Kiev và bắt tay với lại ông Tổng thống Zelensky. Và ông Mike Pence là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đầu tiên gặp ông Zelensky nha bác. Dạ, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà Hoàng Vy muốn hỏi bác rằng là ông đến để làm cái gì? Bởi vì khi ông đến, ông bắt tay ông Zelensky, ông nói một câu: tôi đến đây với tư cách là một công dân bình thường. Thưa bác. Đúng. Dạ. Tôi cảm ơn chị Hoàng Vy đã đặt ra câu hỏi này. Tôi rất là mừng khi mà tôi nghe được câu này. Lý do là bởi vì tôi là người Cộng Hòa và tôi ủng hộ ông Mike Pence ra tranh cử tổng thống. Tôi thấy là có ít nhất là 4 hoặc 5 lý do mà tại sao Mike Pence ông đi sang Ukraine. Cái lý do đầu tiên là ông nói ông muốn là ông là một công dân Hoa Kỳ và hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ ràng là cái quyền tự do của con người. Và thưa với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, thật ra khi mà ông đến Ukraine ông không nói gì khác hơn những cái điều đó là quy định bởi hiến pháp. Ông bảo là chúng tôi sẽ đi sát cánh với quý vị, chúng tôi sẽ đi sát cánh với quý vị cho đến ngày quý vị chiến thắng. Và tôi hứa với quý vị một điều là quý vị có thể an tâm, quý vị có được sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi. Ông cũng nói đến các vấn đề tự do của con người. Và ông bảo rằng là thưa với lại quý vị rằng là quý vị đang bị đàn áp, quý vị đang bị xâm lăng bởi nước Nga, và chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi sẽ tiếp tay để bảo vệ quý vị. Ý ông muốn nói rằng là cái chính sách của ông nếu ông đắc cử tổng thống sẽ là cái chính sách tiếp tục cái chương trình yểm trợ cho Ukraine như là chính phủ dân chủ Joseph Biden hiện đang thực hiện. Đương nhiên là ông cũng lên tiếng, ông than phiền ông Biden, ông bảo rằng là đáng ra là phải viện trợ nhanh hơn, mạnh hơn, vân vân và vân vân. Nhưng mà đó không phải là cái điểm mà tôi thấy là cần phải chú ý đến. Cái điểm mà tôi thấy chú ý đến là những cái điểm sau này. Nên nhớ rằng là những người hiện tại bây giờ đang dẫn đầu cái cuộc chạy đua của bên Đảng Cộng Hòa, tức là ông Donald Trump và ông DeSantis. Cả hai ông này đều không biết gì về cái chính sách quốc tế cả. Tôi phải nói rõ ràng là như vậy. Ông DeSantis ông tuyên bố là sao? Ô, cái chuyện mà cuộc chiến tại Ukraine với lại Nga, ô, cái chuyện là họ tranh chấp lãnh thổ của nhau. Câu trả lời là không phải là tranh chấp lãnh thổ. Ông Mike Pence nói rất rõ ràng ở tại thủ đô Kiev, đây là một cuộc xâm lăng. Và đồng thời là ông Trump cũng vậy. Ông Trump thì trời, nếu tôi lên làm tổng thống thì trong chốc ngát là tôi sẽ giải quyết được cái chuyện cuộc chiến Ukraine. Cái cuộc chiến Ukraine là cái cuộc chiến là một cái cuộc chiến giữa tự do và áp bức như ông Mike Pence trình bày. Và cái trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của những người yêu chuộng tự do như ông Mike Pence nói là phải hỗ trợ cho người dân Ukraine, hỗ trợ cho chính phủ Ukraine, hỗ trợ cho quốc gia Ukraine cho đến ngày họ chiến thắng. Đó là cái điều quan trọng. Thành ra bởi vậy cái chuyến đi của ông Mike Pence, mọi người cứ tưởng là ô đây ông đến, ông bảo là tôi là đến đây với tư cách tôi là một người Mỹ bình thường. Sự thật ra không phải là bình thường. Ông đến đó với cái tư cách là một người đang tranh cử tổng thống của nước Mỹ và ông muốn hoạch định cái chính sách ngoại giao. Trong khi đó thì những người khác cũng đang tranh cử với ông, họ không nói đến cái chính sách đó. Đó là những điểm mà tôi để ý đến, thưa với lại chị Hoàng Vy. Vâng, Hoàng Vy tính là đi qua câu hỏi thứ hai nhưng mà đành phải dừng lại ở câu hỏi thứ nhất một chút xíu. Đó là có hai cái nhận xét. Thứ nhất là bác Khanh nói những cái tuyên bố rằng là chúng tôi là người dân Mỹ, nước Mỹ là xứ sở tự do, là đấu tranh cho tự do, và rằng là người dân Ukraine cũng đang đấu tranh cho tự do dân chủ. Bác Khanh nói cũng hay như ông Mike Pence nói lúc mà ông Zelensky. Cái đó là thiệt, là nhận xét thiệt. Nhưng mà cái câu Hoàng Vy cũng thắc mắc khi bác nói khẳng định rằng là ông Mike Pence ông nói là chúng tôi ở đây, chúng tôi sát cánh với quý vị, chúng tôi hỗ trợ cho quý vị. Lúc đó trong đầu Hoàng Vy đã lóe ra một câu hỏi rằng ông hỗ trợ bằng cách nào? Cái ông chỉ là một công dân bình thường, ông hoàn toàn hiện nay chỉ là một công dân bình thường, thì làm sao mà ông hỗ trợ cho Ukraine đây? Câu trả lời của tôi là tôi có thưa với lại chị Hoàng Vy và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV là chúng ta đừng quên là ông Mike Pence đến Kiev, đến thủ đô của Ukraine là để ông hoạch định một cái chính sách, đó là cái chính sách ngoại giao. Cái chính sách này đương nhiên là ai cũng biết là hiện tại bây giờ là ông không giữ cái vai trò của một nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà vào sau ngày 5 tháng 11 năm 2024, nếu mà ông may mắn ông được người dân Hoa Kỳ chọn để trở thành người lãnh đạo quốc gia, để trở thành vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, thì đó là cái chính sách mà ông sẽ thực hiện. Đó, ông hứa hẹn và ông trình bày cho mọi người nhìn thấy cái rõ ràng là cái đường đi nước bước của ông đối với lại cuộc chiến đang xảy ra tại Ukraine giữa người dân Ukraine và quân đội Nga. Thành ra tôi thấy cái đó là cái điều rất là quan trọng. Nên nhớ rằng là 12 người ra tranh cử tổng thống ở bên Đảng Cộng Hòa cho đến ngày hôm nay họ chỉ nói chuyện ông Trump thế này, ông Trump thế kia, ông DeSantis này, DeSantis thế kia. Có một người duy nhất bắt đầu đi vào chính sách, thưa về chị Hoàng Vy và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, người đó là cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence. Ron DeSantis cũng có đi công du nước ngoài đó để thể hiện rằng là kiến thức của tôi về nước ngoài không có tệ như mọi người đánh giá đâu. Tôi đi sang Nam Hàn, tôi đi sang Israel, tôi đi sang nước Anh đó. Chứ tôi không có yếu kém về kiến thức nước ngoài. Thôi bây giờ trở lại cái câu chuyện của ông Pence. Như vậy thì ông Pence đến Ukraine là với tư cách là công dân bình thường nhưng mà mang theo một cái vision, một cái tầm nhìn chính trị của một vị ứng cử viên tổng thống. Và ông tuyên bố với ông Zelensky, đây mục đích chuyến đi này là nó mang cái ý định là bigger politics, nó không chỉ là ở politics. Tức là ông có một cái tầm nhìn về chính trị của một chính trị gia, của một ứng cử viên tổng thống. Nhưng ông tuyên bố rằng cái chuyến đi này nó mang tầm vóc hơn cả chính trị nhiều, là bởi vì ông nhìn thấy những cái vấn đề về dân quyền, ông nhìn thấy những cái vấn đề của cuộc chiến tự do, cuộc chiến dân chủ. Đúng không? Ý là như vậy, mình xong câu thứ nhất. Câu thứ hai Hoàng Vy muốn hỏi bác là như vậy bác có biết rằng là ông Mike Pence ổng gặp ông Zelensky lần này là lần thứ hai, đúng không bác? Lần thứ hai. Lần thứ nhất là ông gặp Zelensky là ở Warsaw khi mà kỷ niệm 80 năm ngày cái khối ở Âu Châu mà đánh bại đạo quân phát xít. Nhưng mà lẽ ra là ông Mike Pence ở cái chuyến đi này nè sẽ là chuyến đi thứ ba chứ không phải là chuyến đi thứ hai. Bác Khanh có biết không bác? Là bởi vì Dạ, là bởi vì đáng lẽ đó là ông Mike Pence sẽ gặp ông Zelensky vào cái ngày mà ông Zelensky tuyên thệ trở thành tổng thống đó. Nhưng mà lúc đó cựu tổng thống Donald Trump đã cản không cho phép ông Mike Pence được sang gặp ông Zelensky, bởi vì cái yêu cầu của ông Trump rằng là Zelensky phải điều tra ông Joe Biden tham nhũng, nếu không là sẽ bị giữ lại những cái tiền viện trợ của nước Mỹ. Và cái ngày mà ông Mike Pence đến Warsaw để gặp ông Zelensky đó, thì ông Mike Pence cũng tuyên bố rằng là nước Mỹ giữ lại cái khoản viện trợ đó, nhưng mà với lý do là Ukraine chưa có xóa được tham nhũng cho nên là Mỹ phải giữ lại viện trợ. Câu hỏi Hoàng Vy muốn hỏi bác Khanh là vậy thì ở cái cuộc gặp đầu tiên, mà lẽ ra là cuộc gặp thứ hai đó, cuộc gặp đầu tiên ông Pence đã nói với ông Zelensky tôi giữ lại cái viện trợ. Nãy giờ Hoàng Vy thưa, vậy thì ở cuộc gặp này ông Pence gặp ông Zelensky, bác nghĩ là trong cái tinh thần hai bên như thế nào? Ông có ngại về cái cuộc gặp năm xưa với Zelensky hay không? Và bác nghĩ là Zelensky sẽ tiếp ông Mike Pence trong một cái tâm thế như thế nào? Thưa bác. Câu trả lời của tôi rằng là nên nhớ rằng là khi mình gặp một vị phó tổng thống là nó hoàn toàn khác với lại một vị tổng thống. Nên nhớ là vị phó tổng thống, ông là messenger, ông đến một cái quốc gia, ông có một cái cương vị là cương vị phó tổng thống. Nhưng mà ông đến để ông chuyển cái thông điệp mà sếp của ông boss của ông là ông tổng thống muốn gửi đến cho cái quốc gia đó. Thành ra là bởi như vậy tất cả mọi người ai cũng hiểu là bây giờ ông Mike Pence ông đến, chẳng hạn ông đến đó là ông chỉ nói được những cái điều như thế, chứ ông không thể nói được cái điều hơn. Mặc dù là có thể là trong lòng ông không đồng ý với lại ông Donald Trump. Bây giờ thì cái trường hợp nó hoàn toàn khác. Bây giờ là ông đến trong cái vị trí của một người độc lập, rõ ràng là như vậy. Ông không còn liên hệ với ông Donald Trump. Ông Donald Trump có thể là một người đã từng làm việc chung với ông Mike Pence, nhưng mà không phải là một ông boss của Mike Pence nữa. Thành ra hai cái trường hợp nó khác nhau. Tôi tin rằng là Tổng thống Zelensky cũng hiểu cái điều đó. Đó là về cái mặt protocol của ngoại giao thì nên chúng ta cũng cần phải hiểu là như vậy. Ông Mike Pence đã đến và ông Mike Pence đã nói những gì mà ông sếp của ông là ông Donald Trump muốn ông nói. Và bây giờ ông đã đến và ông đã nói những gì mà cá nhân Mike Pence muốn trình bày, thưa với lại chị Hoàng Vy. Coi như bác nói là bây giờ không còn là ông đó, không còn là sếp của mình, coi như là rũ bỏ áo quan đó, là bây giờ là tôi là được thẳng thắn và ưỡn ngực lên và nhìn trời và nói rằng là tôi đến đây là tôi ủng hộ Ukraine đó, tôi không có bị ông kia áp lực nữa. Vậy xem ra có vẻ như cái chuyến đi này là thực sự là một cái chuyến đi mà để ông Mike Pence tạo ra cái hình ảnh đối lập với lại ông cựu tổng thống Donald Trump. Bởi vì nói gì thì nói thì ông Trump vẫn sẽ mang một cái sự chua cay đối với Ukraine, bởi vì nhắc tới Ukraine thì ông Trump và đồng minh của ông và những người ủng hộ ông sẽ nghĩ đến cái cuộc luận tội và truất phế đối với cựu tổng thống Donald Trump năm 2019 cũng liên quan đến cái ông Zelensky, liên quan đến Ukraine này đây. Và bây giờ ngày hôm nay ông Mike Pence đến Ukraine như vậy, bác có nghĩ rằng nó thực sự tạo ra cái sự đối lập với lại cựu tổng thống Donald Trump không, thưa bác? Tôi nghĩ rằng là không cần phải như vậy. Tôi không dám nghĩ xa đến như thế. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là hai ông là có hai cái lập trường khác nhau về cái cuộc chiến ở tại Ukraine, cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Đối với lại ông Trump thì ông không nghĩ như là ông Mike Pence nghĩ. Rồi ông Mike Pence có lẽ là một phần là vì tôi ủng hộ Mike Pence ra tôi lên tiếng đồng ý với ông nhanh hơn. Và đồng thời tôi cũng nghĩ là như thế này, có lẽ là bởi vì tôi cũng là một người đã từng đến từ một cái quốc gia mà đã được Hoa Kỳ yểm trợ và đã bị Hoa Kỳ từ chối không tiếp tục yểm trợ nữa. Thành ra là bởi vậy tôi thấy cái sự cần thiết của cái sự ủng hộ dành cho ông Mike Pence và cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine, nó muốn một ngày nó một thôi thúc tôi hơn. Tôi cũng hiểu là ông Mike Pence ông đến Ukraine là đây là cái chuyện rất là khó khăn. Tôi còn nhớ là hồi tháng 2 năm ngoái, khi mà cuộc chiến mới diễn ra thì kết quả cuộc thăm dò, tôi nhớ mãi là AP thực hiện ngay tức khắc một cuộc thăm dò cho biết là chỉ có 9% người dân Hoa Kỳ nói rằng là không nên ủng hộ Ukraine. Nhưng mà cho đến ngày khi mà ông Mike Pence trở lại đặt chân đến thủ đô của Kiev thì là cái kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho biết rằng là tới 41% người dân Hoa Kỳ bây giờ nghĩ rằng là chúng ta đã tiêu quá nhiều tiền tại Ukraine. Thật ra tôi biết là ông Mike Pence ông sẽ gặp những cái khó khăn nếu ông tiếp tục thực hiện cái chính sách này. Và tôi biết rằng là nếu mà trong những cuộc tranh luận sau này người ta cũng sẽ đặt cái câu hỏi đó với ông Nhưng mà tôi tin là một điều, tôi tin ông Mike Pence, đối với cá nhân tôi có cơ hội được gặp ông, tôi có biết ông. Thành ra là bởi vậy, thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi có một lần tôi bảo rằng là ông là một politician and a gentleman, và ông là người giữ những lời hứa, những cái lời cam kết mà ông đã đưa ra với mọi người. Thành ra tôi tin đó là cái điều mà Mike Pence sẽ làm. Chút nếu mà có thời gian nói một chút về cái gentleman như bác Khanh nói. Nhưng mà Hoàng Vy có một cái thắc mắc như vậy nè. Bác nói rằng hiện nay ra theo cái bản thăm dò mới nhất của NBC News vừa đưa ra vào tuần này đó, thì 41% người dân Mỹ người ta nghĩ rằng thôi bớt viện trợ cho Ukraine chút. Theo như bác nói như vậy, Hoàng Vy cũng đọc thấy. Thế thì như vậy là ông Pence, ông quyết định là đi sang Ukraine hiện thời điểm này đó, tức là ông vừa không được cái thuận lợi về cái mặt cử tri Mỹ nói chung. Là bởi vì 41% họ nói là thôi bớt cái viện trợ cho Ukraine. Và rõ ràng là đối với những người trong đảng Cộng Hòa, bởi vì hiện nay trong đảng Cộng Hòa đó thì những cái bản thăm dò cho thấy là cái sự ủng hộ đối với ông Donald Trump vẫn rất là lớn cử tri trong đảng Cộng Hòa. Và ông vẫn dẫn đầu những cái bảng xếp hạng như thế này. Cái mục tiêu đầu tiên của ông Mike Pence hướng đến cái chuyện bầu cử tổng thống năm 2024, muốn cái gì đó tính sau. Bây giờ là phải qua được cái vòng bầu cử sơ bộ đã. Có nghĩa là phải thắng được trong cái nội bộ của đảng Cộng Hòa đã. Mà trong đảng Cộng Hòa hiện nay á, đang dương cao cái ngọn cờ là làm những cái việc gì? Là luận tội, là truất phế đối với ông Biden. Là có những cái lời truy tố là Biden có làm ăn với Ukraine, những cái 5 triệu Burisma, những câu chuyện tham nhũng ở Ukraine. Mà bây giờ ông Pence lại đi đến Ukraine, và nó có khi nào sẽ làm cho những cái đồng minh của ông Trump á, những cái fan trung thành của ông Trump đó nhắc lại cái sợi dây liên hệ, cái link á, giữa ông Ukraine và ông Biden, cho nên là họ sẽ không ủng hộ ông Mike Pence trong cái chuyến đi này. Bác có nghĩ vậy không? Có nghĩa là câu hỏi đơn giản hơn, nếu như vậy thì làm sao mà ông Mike Pence thắng được trong cái vòng bầu cử sơ bộ, thu hút được cái số phiếu của cử tri đảng Cộng Hòa, khi mà đối với đảng Cộng Hòa Ukraine là một cái tên nước mà họ không muốn nhắc tới, là bởi vì cái đó là ông đã nuôi ông Joe Biden, đã có cái chuyện tham nhũng với ông Biden, cái đó là đã có cái chuyện đàn hạch đối với cựu tổng thống Donald Trump. Thưa bác. Hay quá, tôi cũng trước khi mà lên chương trình tôi cũng đang nghĩ rằng là thế nào chị Hoàng Vy cũng sẽ đặt một câu hỏi tựa như thế này. Tôi nhìn thấy là rõ ràng, tức là khi mà ông Trump, khi mà người ta nói đến ông Trump người ta không quên cái chuyện Ukraine. Những người mà ủng hộ ông Trump không quên cái vụ mà đảng Dân Chủ đã từng try to impeach ông Trump liên quan đến chuyện Ukraine. Thế ra là tôi hiểu rằng là chắc chắn là cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến cái sự để khi mà họ nghĩ đến ông Pence và bảo ông này như vậy là anh lại đi nối giáo cho rằng. Nhưng mà tôi tin một cái điểm rằng là nên nhớ rằng là cái số người ủng hộ ông Trump một ngày một mạnh hơn, đúng, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà tôi cũng đếm đi đếm lại từng ngày một, và tôi bảo bây giờ chúng ta còn tới 235 ngày nữa thì mới đến Super Tuesday. Thành ra là bởi như vậy chúng ta vẫn còn nhiều thời giờ, và ông Mike Pence vẫn còn rất nhiều thời giờ để giải thích cho người dân Hoa Kỳ, cho cử tri Cộng Hòa biết tại sao ông lại phải nói chuyện đến chính sách, tại sao ông nghĩ là cái cuộc chiến này nó sẽ kéo dài, tại sao ông nghĩ là cần phải giải quyết cái cuộc chiến này với cái chiến thắng của người dân Ukraine. Tôi tin là cuối cùng thì ông Mike Pence, ông có thể thực hiện được những cái điều mà tôi vừa mới trình bày, tức là ông có thể convince, ông có thể nói cho người dân Hoa Kỳ, và ông sẽ được sự ủng hộ của cử tri Cộng Hòa ở trên cuộc bầu cử sơ bộ. Ai cũng biết rằng là hiện tại bây giờ ông Donald Trump đang, nghĩa là ông cao ngất ngửa. Nhưng mà thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, trước đây tôi đã nhìn thấy nhiều ông cao ngất ngửa như là ông Donald Trump ở trước ngày bầu cử sơ bộ. Và cuối cùng tôi nhìn thấy rõ ràng là những ông cao ngất ngửa đó không hẳn đã là những người mà người ta sẽ chọn để ra tranh cử tổng thống. Đó là cái nhìn của tôi, thưa với lại chị Hoàng Vy. Chắc là ông Mike Pence, bác, vào ngày hôm thứ Năm ông có coi cái cuộc phỏng vấn của ông Joe Biden ở trên MSNBC á. Ông nói rằng là mọi cái cuộc thăm dò hiện nay cho thấy là người dân thông qua những cái bản thăm dò có vẻ là không có ủng hộ những cái chính sách của Biden. Nhưng mà ông nói thăm dò nó không ăn thua. Năm 2020 những cái bản thăm dò nó cũng tương tự như thế này mà tôi cũng thắng. Cuối cùng tôi cũng thắng bầu cử, 80 triệu người bầu cho tôi. Có thể là ông Mike Pence đang có cái hy vọng như vậy phải không bác? Hoàng Vy đang có cái câu hỏi như thế này nè bác. Như vậy là rõ ràng là cái chuyến đi này, ông Mike Pence thực sự đang muốn chứng tỏ rằng mình đang có những cái bứt phá ra khỏi ông cựu tổng thống Donald Trump. Cái chuyện mà ông Trump á, mà vẫn cứ ca ngợi, mình có vision. Ông có ca ngợi ông Putin là thiên tài, là friend, là một cái người rất là mạnh mẽ, chúng ta biết hết rồi. Và rõ ràng là trong cái chuyến đi này, ông Mike Pence cũng có nói nhẹ nhẹ rằng á, dù là không vẫn cứ né tránh cái tên cựu tổng thống Donald Trump nha, mà nói rằng á, là tôi biết có một sự khác biệt rất là lớn giữa một thiên tài với là một kẻ tội ác chiến tranh. Cái từ war criminal là từ của ông Biden dùng cho ông Putin, còn cái từ thiên tài là từ của ông Donald Trump dùng cho ông Putin. Coi như là né cả hai tên người này. Tôi biết là có một sự khác biệt rất lớn giữa thiên tài với tội ác chiến tranh, nhưng mà tôi nghĩ rằng á, là người dân Ukraine và cái nền tự do dân chủ thế giới cần nước Mỹ phải sát cánh ở lúc này. Có nghĩa là ông ngầm lên án ông Donald Trump. Và những ai mà quan sát cái tình hình chính trường sẽ biết rằng đây là một cái chuyện mà ông Mike Pence bắt đầu bứt phá dần dần, như bác Khanh nhận xét. Nhưng mà Hoàng Vy lại thấy như thế này nè bác Khanh. Bác Khanh có thấy rằng là ông Pence ông không có thể hiện rõ cái lập trường của mình trong những cái câu chuyện mà tạo ra cái sự tương phản đối lập đối với cựu tổng thống Donald Trump. Bởi vì cùng nói về cái câu chuyện Ukraine ngày hôm nay, ông Pence thì ông nói nhẹ nhẹ, ông nói phớt phớt như vậy, nói né né tránh tránh. Nhưng mà ông Chris Christie, cũng một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, cũng ngày hôm nay Chris Christie lên nói một câu là ông Trump á, ông muốn á, trở thành Putin của nước Mỹ á. Ông muốn ổng là nhà độc tài đó. Tức là chỉ thẳng ra là chỉ trích rõ đối với ông Trump luôn. Và Hoàng Vy có thấy một cái lời nhận xét của ông Sununu, Chris Sununu, là thống đốc của New Hampshire và là một trong những cái nơi xảy ra bầu cử sơ bộ. Ông Sununu nhận xét như thế này nè: giữa ông Mike Pence với ông Chris Christie á, coi vậy mà ông Chris Christie á, lại có thể là cái phần thắng lại được nhiều hơn, là được sự ủng hộ hơn. Bởi vì chẳng là mình ra ngô ra khoai, mình thể hiện rõ quan điểm của mình đi. Mình như thế nào, mình là đục là trong, mình thể hiện rõ đi. Mình đừng có lững lờ như ông Mike Pence. Quá nhiều ví dụ về cái sự lững lờ của ông Mike Pence rồi, chắc là chúng ta không cần nhắc lại. Ví dụ như cái vụ 6 tháng Giêng, phàn nàn là ông Trump đã đẩy tôi và gia đình rơi vào cái thế khó khăn, rồi viết cái cuốn sách là Help Me God, nhưng mà sau đó đã không chịu ra điều trần để mà cung cấp những cái lời khai liên quan đến cái ngày hôm 6 tháng Giêng về ông Trump. Rồi nữa, đọc cái bản cáo trạng của Bộ Tư pháp về cái vụ hồ sơ mật ở Mar-a-Lago, và còn nói một câu này: tôi đọc cái bản cáo trạng rồi tôi thấy những cái điều mà Bộ Tư pháp dẫn ra, những cái dẫn chứng, những cái lý lẽ, tôi thấy thực sự là quá sức là sẽ là khó khăn cho ông Trump nếu chỉ một nửa như thế này mà được chứng minh. Ông nói y chang là ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp nói vậy đó. Nhưng mà rồi mấy ngày sau, chính ông Mike Pence lại nói rằng tại sao những ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa cứ nghĩ rằng là cái chuyện là ân xá cho ông Trump. Có khi cái câu chuyện hồ sơ mật mà Bộ Tư pháp truy tố, nó thậm chí nó bị vứt vào sọt rác, nó không có ra được tòa thì sao? Đó, những cái ví dụ như vậy đó bác, cho thấy là ông Pence, rồi thậm chí còn nói là cái việc truy tố này nó là nước Mỹ có hai hệ thống công lý. Ông hòa chung một cái dàn giao hưởng với lại bên phía Cộng Hòa. Bác thấy không? Có nghĩa là ông không thể hiện rõ cái quan điểm của mình. Ông không thể hiện rõ cái quan điểm của mình, mà ông cứ làm cho những cái cử tri, đặc biệt cử tri độc lập á, người ta nếu mà thực sự nha, hôm nay là số cuối tuần Hoàng Vy cũng một lần duy nhất, lần đầu tiên, và cũng nói với bác Khanh, chính Hoàng Vy cũng rất thiện cảm với cái vẻ bề ngoài, có vẻ gentleman của ông Mike Pence. Thực sự là như vậy. Và những cử tri độc lập cũng hy vọng được nhìn thấy ông Mike Pence thể hiện rõ cái quan điểm của mình. Trắng là trắng, đen là đen, ngô là ngô, khoai là khoai, chứ không có lập lờ nước hến như vậy. Thì bác nghĩ sao về những ví dụ mà Hoàng Vy đưa ra như vậy? Và liệu rằng cái kiểu mà nó cứ như thế này, nó cứ lập lờ như vậy, ông Pence sẽ không thắng được những cái cử tri là những người trung thành với ông Trump và chống Trump? Tôi thì nhìn thấy như thế này. Tôi nhìn thấy rằng là nếu bảo là ông Mike Pence lập lờ thì tôi nghĩ là cái chữ đó hơi nặng. Với lại có một phần tôi phải thưa lại một lần nữa là bởi vì tôi là người ủng hộ ông Mike Pence. Tôi thấy ông Mike Pence ông trình bày cái câu chuyện nó rất là rõ ràng, nhưng mà ông khéo léo hơn. Tôi nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Trong là ông Sununu hoặc là ông Chris Christie là mấy ông chủ trương đốt chát, còn ông Mike Pence không chủ trương như vậy. Ông Mike Pence khéo léo hơn chứ không phải là ông lập lờ. Ông nên nhớ rằng là nếu mà ông lập lờ thì là ông đã gật đầu với ông Donald Trump rồi. Tức là ông gật đầu với ông Donald Trump từ ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2021 rồi, thành ra chúng ta đừng có nói rằng là ông lập lờ. Đó là điều đầu tiên. Cái điểm thứ nhì là bảo rằng là bây giờ cái cử tri ủng hộ cho ông Donald Trump làm sao mà thu hút được cái lá phiếu của họ. Tôi thú thật rằng là nếu mà tôi ra tranh cử tổng thống thì tôi cũng không nghĩ đến cái chuyện là tôi sẽ đi hy vọng là tôi lấy được lá phiếu của những người ủng hộ ông Donald Trump. Những người ủng hộ ông Donald Trump họ sẽ không ủng hộ ai cả, chỉ ủng hộ ông Donald Trump mà thôi. Tôi phải thưa với chị Hoàng Vy cái điều đó. Thành ra là bởi như vậy tôi chỉ xét là tôi phải làm một bài toán. Ông Donald Trump hiện tại bây giờ là ông được 35% cử tri Cộng hòa, 100% là ủng hộ cho ông. Còn cái phần còn lại là cái phần mà tới 6 là không Trump đó, cử tri không Trump đó. Vâng. Nhưng mà cử tri không Trump cũng muốn được biết thấy ông Mike Pence thể hiện rõ cái quan điểm của mình. Cái chuyện hồ sơ mật ở Mar-a-Lago, rồi cái chuyện 6 tháng Giêng. Tôi hiểu. Hiện tại bây giờ tôi tin là ông Mike Pence cũng đang thể hiện cái chính sách của ông mỗi một lúc cho rằng thấy rõ ràng hơn. Nhưng mà chỉ có một điều, cái sự khác biệt là như thế này. Sự khác biệt là người ta muốn ông là một ông Chris Christie thứ hai. Tôi không tin, tôi không bao giờ tôi tin ông Mike Pence sẽ làm như vậy cả. Ông Chris Christie là ông đốt chát. Ông nói thẳng, ngày hôm nay ông nói thẳng, nếu mà có tranh luận là tôi lên là tôi sẽ đập ông Trump. Ông Pence không làm cái điều đó, ông Pence không nói những cái điều đó. Nhưng mà điều đó thành ra là bởi như vậy, ai cũng biết rằng là ai cũng mong là giữa hoặc trắng hoặc đen, chứ không có lập lờ phía ở giữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người của ông Mike Pence không phải là con người nghĩa là đi đốt chát. Chúng ta phải nhìn ông Mike Pence là như vậy. Chúng ta quen với ông Trump Cộng Hòa, tức là động chút là ông đốt chát, ông nói ở thằng này là thế này, con kia là thế kia, vân vân và vân vân. Rồi là bây giờ là chúng ta lại nhìn thấy ông Chris Christie lại cũng đốt chát theo. Ông Sununu lại ủng hộ cái sự đốt chát của ai ông. Nhưng mà chúng ta đừng trông đợi cái chuyện đốt chát nó sẽ xảy ra với ông Mike Pence. Tôi tin ông Mike Pence, a politician and a gentleman. Exactly. That's what he is. Dạ vâng, để kết thúc chương trình thì Hoàng Vy chỉ muốn nói với bác Khanh rằng á, là cử tri độc lập trong đó cái ý kiến hồi nãy đó không có nghĩ rằng là cần phải đốt chát mới làm nên chuyện. Mình có thể nói trong một cái thái độ rất là lịch sự, nhưng ít nhất là mình thể hiện rõ cái quan điểm của mình. Khi mà mình đã viết một cái cuốn sách, mình nói rằng ông Trump đã kích động cái bạo lực và gây nguy hiểm cho tôi, thì khi người ta vời mình ra chỉ để nói kêu mình là kể về những cái trải nghiệm ngày hôm đó, thì ít nhất mình cũng hãy ra để mình nói sự thật, mình chẳng có nói gì là sai trái hết. Hay là cái chuyện hồ sơ mật ngày hôm trước thì nói rằng trời ơi những cái chứng cứ này nó quá sức là sẽ là rắc rối cho ông Trump, ngày hôm sau đăng đàn và nói rằng đây là cái chuyện là công lý, nó có hai hệ thống công lý ở nước Mỹ đó. Người ta chỉ cần mà nói trong một cách khéo léo như bác Khanh, nhưng ít ra hãy nói những gì mình nghĩ. Nhưng mà có lẽ đó, cái điều đó nó không có trong chính trị, phải không bác? Cảm ơn bác Khanh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ vâng, xin được cảm ơn.